Chào cô, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 5-2 trường tiểu học An Vinh. Sau đây con xin hát bài Rêu Vang và Minh và kết hợp bộ vở toàn thân. Rêu vang rêu, ca vang ca, cất tiếng hát vang rừng xanh. Vang đồng la bao la, tôi xanh tươi, ánh sáng từng bừng hoa lá. Cây rung cây, hoa đu hoa, khắp nơi đừng mình dắt dê, hương lòng do đông gió. Bình minh sáng ngập hồn ta, liu liu lo lo ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng. Liu liu lo lo ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm. Dạ thưa cô, con đã hát và kết hợp bộ võ toàn thân xong. Con chào cô, cảm ơn cô vì đã xem video của con. Con chào thầy, con tên là Đặng Phúc Duy, học sinh lớp 43 trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin thực hiện bài 10 ôn tập 8 động tác và thực hiện 7 động tác võ cổ truyền. Bây giờ con xin ôn lại 8 động tác. Động tác thứ nhất: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ hai: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 3: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 4: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 5: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 6: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 7: 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 8: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ con xin thực hiện 7 động tác võ cổ truyền. 1 2 3 4 5 6 7. Con cảm ơn thầy đã xem video của con. Con tạm biệt thầy. Con chúc thầy cuối tuần vui vẻ. Con chào thầy, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 5-2 trường tiểu học An Vinh. Sau đây con xin thực hiện động tác nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Dạ thưa thầy, con đã thực hiện xong động tác 7. Bây giờ con chào thầy. Con cảm ơn thầy vì đã xem video của con. Con chào cô, con tên là Đào Minh Phúc Duy, học sinh lớp 43, trường tiểu học Quang Vinh. Hôm nay con xin hát bài tập đột nhạc 2, bài nắng vàng. Con xin hát bài gõ phách. Do son mi do re son mi, do son mi do re ni do. Trời sáng lên bầy chim hót vang, đàn bướm bay lượn trong nắng vàng. Con cảm ơn cô đã nghe con hát. Con tạm biệt cô. Chúc cô một ngày vui vẻ. Thưa cô, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 5-2 trường tiểu học An Vinh. Sau đây con xin hát bài Những bông hoa, những bài ca. Dạ cô xin hát. Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô. Lời hát rộn rắn bao bé em bước trên đường phố. Ngàn hoa nở tươi, khoe sắc hương dưới ánh mặt trời. Hôn đôi tiếng cười say sưa yêu đời. Nhưng đã hoa tươi màu đẹp nhất, chúng em xin tặng các thầy các cô. Thầy cô dạy em, mong chúng em sẽ cùng lớn khôn. Học tốt, học mạnh, ghi nhớ trong trang vở văn. Mùa thu đẹp tươi, ba ước cô sẽ hương vui. Nhớ mãi công thầy, nhớ mãi ơn này. Nhưng khúc ca bao lời đẹp nhất, chúng em
thầy các cô. Dạ thưa cô, con đã hát bài xong, bây giờ con xin tạm biệt cô. Chào cô, con tên là Đàm Phúc Duy, học sinh lớp 43, trường tiểu học Quang Vinh. Hôm nay con xin hát và gõ tiết tấu bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. Con xin hát và gõ tiết tấu. Trên đường gặp rền ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gặp rền ngựa phi nhanh 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 nhanh. Hoa cầu về tên chắc lư nhịp vàng đèn bạc quỳnh bạc đầm xanh mờ rong bao la ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho tàn rồi ta phi nhanh 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 ta phi nhanh 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 ta phi nhanh 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 ta phi nhanh 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 nhanh. Con chào cô, con đã xong, con tạm biệt cô. Chào thầy, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 52 của tiểu học Minh Vinh. Sau đây con xin thực hiện động tác nhảy. Dạ thưa thầy, con xin thực hiện. 1 2 3 4 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Dạ thưa thầy, con đã thực hiện xong động tác nhảy, bây giờ con làm sao? Con chào cô, con tên là Đào Minh Phúc Duy, học sinh lớp 43, trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin hát và gõ tiết tấu bài hát Khăn Hoàng Thắm Mã Ba Em. Con xin hát và gõ tiết tấu. Khi trong hương đông vừa hé anh đường, khăn hoàng trên tay chúc em tới trường. Em yêu khăn em càng gắng học hành, sao cho xuân trao Bác Hồ Chí Minh. Nhìn bao khăn thắm tôi lòng ngập bao xuân vui hát vang lên chào đón tương lai. Mà khăn tươi ngắt em học tập luôn gắng sức làm sao cho khăn hoàng thắm mái vai em. Em yêu vang bên người ca sang tươi lao động kỳ thiệt chúng em say đời. Tương lai em như ngàn đá hoa tươi nở trong ánh nắng từng bừng sớm mai. Nhìn bao khăn thăm tôi lòng ngập bao sướng vui hát vang lên chào đón tương lai. Mang khăn tươi ngắt em học tập luôn gắng sức làm sao cho khăn hoàng thắm mái vai em. Cô xin hết, cảm ơn cô đã xem video của con tạm biệt cô. Xin chào thầy, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 52, trường tiểu học Quang Vinh. Sau đây con xin thực hiện động tác 8, động tác điều hòa. Dạ thưa thầy, con xin thực hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Giờ thưa thầy, con đã thực hiện xong động tác 8, động tác điều hòa. Bây giờ con xin tạm biệt thầy. Con chào thầy, con tên là Đào Nguyễn Phúc Duy, học sinh lớp 43, trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin tập bài 15 và học động tác 8 tới động tác 12. Con xin tập bài 15. 1 2 3 4 5. Bây giờ con xin tập động tác 8 động tác 12. 8 9 10 11 12. Con cảm ơn thầy đã xem video của con tạm biệt thầy. Hello everyone, my name is Ngọc Anh. In the morning, I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 6:30. I study with my classes at 7 o'clock. In the after school, I lay with my brother and reading a book. I do homework at 8 o'clock and I go to sleep at 10 o'clock. In the afternoon,
I study English. I do homework. And I have lunch. In the evening, I watch TV with my family. At 8 o'clock, I go to sleep. At 10 o'clock. Bye. Con chào thầy, con tên là Đàm Phúc Duy, học sinh lớp 43 trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin tập thể dục động tác bài 14 và ôn tập 1-7 động tác của bài võ cổ truyền. Con xin học bài 14. 1 2 3 4 5. Bây giờ con xin đọc từ động tác 1 tới động tác 7 của bài võ cổ truyền. Con xin thực hiện. 1 2 3 2 4 5 6 7. Con đã thực hiện xong. Bây giờ con xin tạm biệt thầy. Chúc thầy một ngày vui vẻ. Cô, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 5-2, trường tiểu học Văn Vinh. Sau đây con xin hát bài Tôi hát son lá son. Dạ thưa cô, con xin hát và gõ phách. Son son son, son la son la son, do do re, mi son re mi do. Son son do. Dạ thưa cô, bây giờ con xin hát và ghép lời. Son son son, tôi hát son la son, mẹ chăm tôi hát do re mi do, mua hát nào. Dạ thưa cô, con đã hát và gõ phách xong. Bây giờ con xin tạm biệt cô. Con cảm ơn cô vì đã xem con hát. Con chào thầy, con tên là Đào Minh Phúc Duy, học sinh lớp 43 trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin tập bài 16, tổng hợp lại động tác 1 với động tác 12. Con xin tập 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con cảm ơn thầy đã xem video của con tạm biệt thầy. Chúc thầy một ngày cuối tuần vui vẻ. Con chào cô, con tên là Đào Minh Phúc Duy, học sinh lớp 43 trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin hát và gõ bắt bài hát tập đọc nhạc số 3. Cùng bước đèo con xin hát và gõ phách. Đồ son, đồ son pha, mi về đồ về mi. Đồ son, đồ son pha, mi về đồ về đồ. Cùng bước, cùng bước, chúng ta cùng bước đều. Cùng bước, cùng bước, chúng ta cùng bước đều. Con xin hết, cảm ơn cô đã xem video của con tạm biệt cô. Chúc cô một ngày cuối tuần vui vẻ. Con chào thầy, con tên là Đào Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 5-2, trường tiểu học Văn Vinh. Sau đây con xin tập 8 động tác thể dục. Thưa thầy, con xin tập động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ừ, thầy, con đã tập xong 8 động tác thể dục. Bây giờ con xin tạm biệt thầy. Con cảm ơn thầy đã xem video của con. Con chào cô, con tên là Đàm Phúc Duy, học sinh lớp 43, trường tiểu học Văn Vinh. Hôm nay con xin hát bài ở vách bài hát Cò Lả Dân Ca Bắc Bộ. Con xin hát bài ở vách. Con cò, cò bay lả, lả bay la, bay từ từ cửa phú bay la, la cánh đồng, tình tình tan, tan tình tình, ơi bằng rằng, ơi bằng ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ, nhớ hay chăng. Con cảm ơn đã xem video của con tạm biệt cô. Con chúc cô một ngày cuối tuần vui vẻ.